Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua thương hiệu Mỹ Specialized. Specialized là một thương hiệu Mỹ rất là nổi tiếng của Mỹ rồi, em không cần giới thiệu nhiều. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe này. Đây, hình thức bên ngoài chiếc xe. Em sẽ lướt vào hình thức chiếc xe bác xem. Rất là mới, phải trên 90% một thương hiệu của Mỹ. Rất toàn bộ khung sáng bóng, hầu như không có một vết xước nào cả. Đây là càng cũng được sử dụng công nghệ nhôm E5 aluminum, một công nghệ nhôm của Specialized cho khung siêu nhẹ. Chiếc xe rất là nhẹ các nhé. Khung có size 52, phù hợp với các bác trên dưới 1m7. Xe được trang bị yên Physics, một thương hiệu yên của Ý. Đây, em sẽ zoom cái thương hiệu đây. Đây, handmade Italia ở dưới cái yên này. Thương hiệu yên rất nổi tiếng, các bác có thể lên Google để tra yên Physics. Khá mới. Đây, bộ phanh 3 mảnh. Xe được sử dụng bộ đũa lốc này, cho các bác đi đường mưa không sợ bị rỉ sét gì cả. Rất cao cấp rồi. Sử dụng bộ vành Acid Classic chuyên của Specialized. Đây, đây thông số lốp của xe 700 x 25C, lốp còn rất là mới đó nhé. Đây, rất ít bị mòn. Xe này như kiểu là chủ trước đi rất là ít. Củ đề Claris, đùi đĩa Claris. Đây là mã số Shimano đây, đùi đĩa. Đi đan bi vào. Gạt đĩa Claris của Nhật luôn. Đồng bộ. Đùi đĩa này, đùi đĩa nhôm các bác nhé. Ghi đông. Thương hiệu Specialized nguyên bản. Tay bấm lắp chuyển lít 8 tầng. Đĩa 2 tầng. Cho xe 16 tốc độ. Mayer nguyên bản.
lít 8 tầng. Bây giờ em sẽ chuyển số các bác xem chuyển động của xe. Đây là lên lít. Xuống lít à. Rất là mượt mà. Xe này từ trước đi rất là ít đây rồi. Rất ít xước và ít lỗi nhỏ. Đây chuyển chuyển đĩa xuống lên. Ok. Đó, rất là bon quá, như có thể nhìn được. Quay lại tổng thể chiếc xe này. Yên của Ý, Physics. Bộ truyền động full clarit Shiano của Nhật. Thương hiệu Spare Slide. Các bác có thể lên Google để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Vâng, và các bác nếu quan tâm đến chiếc xe thương hiệu Mỹ Spare-Slide này thì hãy nhắn tin Zalo 0975709943. Hiện tại chiếc xe đang được bán ở cửa hàng Kiên Xe Đạp với giá 9.9 triệu. Ngoài ra cùng với chiếc xe thương hiệu Mỹ này, bên em còn về hai chiếc dòng Jan Escape, đó là Escape SL1 đây và Escape SL2. Nếu các bác quan tâm đến dòng xe XKSL này thì em thể review qua các bác. Cấu hình con SL1 là 9 lít 3 đĩa 27 tốc độ của đề Alivio, đùi đĩa Shimano, bộ phanh dầu Shimano, có dây âm sườn cao cấp. Size S phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7. Hiện tại cửa hàng Kia Xe Đạp đang bán chiếc SL1 này với giá là 9.5 triệu. Còn đây là chiếc SL2. Cấu hình 8 lít 3 đĩa cho xe 24 tốc độ. Cả đĩa Touareg. Cũng dây âm sườn cao cấp. Củ đề Touareg, phanh dầu Shimano. Xe này cũng có size S từ 1m6 đến 1m7 đi vừa. Các bác có thể nhìn đây. Và hai chiếc xe gian này đều được sử dụng công nghệ nhôm alloy X siêu nhẹ, siêu bền các bác nhé. Đây tay bấm. Chiếc SL2 này thì đang có giá là 7 triệu. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Trong thời gian trở lại đây thì bên em là xe bán rất là nhanh, và các bác theo dõi một video thì không thể cập nhật hết được tất cả các cái xe hiện có. Ở bên em thì các bác vui lòng làm theo cách sau để cập nhật tất cả các cái xe hiện có bên em. Các bác vào ứng dụng Zalo rất là thông thuộc. Ấn vào phần cuối cùng, đây là phần tin nhắn. Ấn vào phần cuối cùng là cái phần này. Và chọn tiếp theo là chọn cái phần mã quét mã vạch ở bên trên cùng như em ấn đây. Đấy là bước thứ hai. Và các bác tạm dừng màn hình. Các bác tạm dừng màn hình vào khoảng 2 giây để tiến hành quét cái mã này, quét luôn trên màn hình TV nhà các bác hoặc ở trên điện thoại của các bác. Cũng như em đang quét đây. Các bác giơ điện thoại vào cái phần quét mã vào thì Zalo nó sẽ bật ra một cái đường website là site.google Kiên Xe Đạp, các bác ấn đồng ý để truy cập vào. Thì trong cái mã QR code này nó sẽ có tất cả các cái xe đạp
em hiện có tại cửa hàng, ảnh còn là xe còn, mà xe đã bán thì sẽ không còn ảnh. Đấy, các bác có thể cập nhật tất cả các cái xe em hiện có luôn luôn cập nhật mới trong cái QR code này. Các bác có thể tạm dừng màn hình khoảng 2 giây để quét cái mã theo cái ứng dụng của Zalo. Đấy. Trong cái phần cuối và trong phần quét này. Và mọi chi tiết các bác có thể xem, muốn xem ảnh chi tiết thêm những cái xe nào thì các bác nhắn Zalo cho em 0975 709 943. Bên em hiện tại là chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi, bởi vì một ngày bên em rất là nhiều cuộc gọi và không có nhân lực để nghe điện thoại, các bác thông cảm. Ngoài ra các bác có thể tìm em ở trên Facebook Kiên Xe Đạp để theo dõi thêm những cái xe đạp hiện có. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bác hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.